Hai anh Tuấn và Vettin Concert tại Đà Lạt hết bị sự cố máy bay, giờ lại đến quên lời. Vừa qua, đêm diễn đầu tiên của Vettin Concert, concert âm nhạc của nam ca sĩ Hai anh Tuấn đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả khắp cả nước, được công chúng vô cùng chờ đón vì sự kiện đã bị dời nhiều lần do tình hình dịch Covid-19. Vettin Concert đã mang đến cho khán giả một không gian chìm đắm trong âm nhạc sang trọng, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đảm bảo vui có, buồn có và những sự cố hài hước cũng có. Trước khi Vettin Concert diễn ra, đã có hai chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, chờ rất nhiều fan Hà Anh Tuấn đến tham dự sự kiện. Song, do điều kiện thời tiết quá xấu, cả hai đã không thể đáp đúng giờ, thậm chí còn phải bay vòng vèo trên trời và bay về lại sân bay Tân Sơn Nhất chờ thời tiết tốt lên để đảm bảo an toàn cho hành khách. Biết được việc này, Hà Anh Tuấn và ekip đã chủ động dời lịch mở màn Vettin Concert lên 21 giờ thay vì 20 giờ như ban đầu để chờ đợi các fan đến kịp, thực sự là một cử chỉ đầy tinh tế. Lên Đà Lạt biểu diễn, nhưng Hà Anh Tuấn lại hát một ca khúc về biển. Còn nguyên viết thường sâu, nào là hoàng hôn đã rơi trên vùng biển vắng, rồi ngồi xem sóng xô nhau vào bờ cát, ngắm những cánh chim lạc bầy chơi vơi. Thế là đang hát deep deep cùng giai điệu du dương, nam ca sĩ lại đà vì quên mất lời. Hà Anh Tuấn đã liên tục xin lỗi khi bỏ dở tiết mục đang hay vì sự cố quên lời. Anh chàng khẳng định, không thể hát sai lời như thế này được, phí mất bài hát và quyết định hát lại từ đầu. Vì sàn sân khấu trơn trượt nên Hà Anh Tuấn đã quyết định ngồi ghế hát, chứ quyết không bỏ giày ra. Anh nói rằng nếu bỏ giày ra mà đứng hát thì sợ lộ chân tướng một vài thứ, nhưng mà chắc chân tướng này thì ai cũng thừa biết rồi nhỉ. Trước đó, Hà Anh Tuấn đã chính thức ra mắt bản audio và MV lyric Tháng mấy em nhớ anh. Trước một đêm diễn ra Vettin Concert tại Đà Lạt, như một món quà đặc biệt đáp lại tình cảm yêu quý của công chúng dành cho anh trong nhiều năm tháng qua. Thời khắc ra mắt ca khúc Tháng mấy em nhớ anh cũng khiến tất cả fan của Hà Anh Tuấn nhớ đến bản ballad bất hủ Tháng tư là lời nói dối của em. Đây có thể xem là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ tính đến thời điểm hiện tại, khi MV mang về gần 120 triệu lượt xem. Hà Anh Tuấn cho biết, tôi chỉ có một mong muốn, âm nhạc của mình như một làn gió xuân, mát mẻ trong lành. Sự hạnh phúc và bình an của khán giả là món quà lớn nhất dành cho tôi. Thật ra từ đây về sau, đó là mục tiêu lớn nhất để âm nhạc của tôi theo đuổi. Khán giả không cần nhớ mặt tôi cũng được, nhớ nhạc là đủ. Giai điệu Tháng tư là lời nói dối của em cũng được rất nhiều nghệ sĩ cover, cũng như được công chúng nhớ tới với hình ảnh đầy lịch lãm của Hà Anh Tuấn.